trong hình thành và phát triển. Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, cơ quan truyền thông đa phương tiện duy nhất cả nước, hội tụ 4 loại hình báo chí: phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, trở thành đơn vị cung cấp nội dung lớn nhất với 9 kênh phát thanh, 250 giờ phát sóng mỗi ngày, 16 kênh truyền hình, 320 giờ phát sóng mỗi ngày. Thỏa mãn nhu cầu thông tin và giải trí, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, mọi lúc, mọi nơi, có mặt khắp lãnh thổ Việt Nam. VOV vươn cánh sóng khắp Biển Đông, lan tỏa ra thế giới, tự hào là cơ quan truyền thông uy tín nhất của người Việt. VOV đón đầu xu thế công nghệ để vươn tầm cánh sóng, đưa thương hiệu VOV ngang tầm khu vực. VOV, người bạn tâm tình của gia đình Việt.